Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỷ giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ Thuộc Thanh Long giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh hại trung kim ngày giáp tý tức chi sinh cho can có nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm hại trung kim kỵ tuổi mậu ngọ nhâm ngọ ngày thổ hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tốt nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tí lục hợp với xỉu, tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu ngọ, nhâm ngọ, canh dần, canh thân, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao thiên xá, đại cát, tốt về tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu, kiên kỵ, động thổ. Sao thiên thành, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao cắt khánh, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại xấu mọi việc sao hỏa tai xấu đối với xây dựng nhà cửa đổ mái sửa sang nhà cửa sao hoàng sa xấu đối với xuất hành sao nguyệt kín chuyển sát kỵ khởi công động thổ sao phủ đầu rát, kỵ khởi công động thổ về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng đông nam sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tý trong ngày này đang có được báo hiệu bản mệnh đang có nhiều cố gắng để cải thiện tình trạng công việc của mình đây là điều vô cùng đáng khiên ngợi cho bạn tuổi tý trong ngày hôm nay tuy nhiên trái với tinh thần hừng hực của bạn ban đầu thì sự hứng khởi của bạn nhanh chóng bị bào mòn sau những thất bại bạn mệnh tuổi tí bị thương quan chiếu mệnh làm ảnh hưởng buông xuôi không chịu cố gắng thêm được nữa ngày này với bạn tuổi tí cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng cho thấy sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng phần nào cho nên tinh thần của bạn cũng bị ảnh hưởng bạn tuổi tí bạn dễ cảm thấy mệt mỏi khó chịu trong người có thể mắc các bệnh liên quan tới thận và đường tiêu hóa về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc có nhiều biến động tử vi tuổi bính tý thuộc thủy không có đủ thời gian nghỉ ngơi tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tinh thần mệt mỏi rệu rã không muốn tiếp tục tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cần cân đối thời gian nghỉ ngơi và làm việc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nên tìm cách giải tỏa áp lực cho mình về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử Vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có được báo hiệu bạn là người vô cùng là hạnh phúc khi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Với bạn tuổi Sửu, bạn chẳng hề quan tâm đến sự đánh giá của người đời, bạn thấy hạnh phúc thế là đã quá đủ rồi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với ba tuổi xỉu, bạn cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành, tí xỉu nhị hợp thủy cục, nhân duyên khiến cho bạn tuổi xỉu bạn và người ấy dù chia cách không biết bao nhiêu lần, dù khoảng cách ngăn trở hai người bao nhiêu xa thì vẫn có thể trở lại được với nhau, tình cảm nồng nàn, thắm thiết hơn thuở ban đầu. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ cảm nhận được những lời tán tỉnh xung quanh mình bỗng nhiều hơn trông thấy nhưng bạn lại không vì thế mà có cảm giác hư vinh bởi bạn chỉ cần một người phù hợp với mình thôi như thế cũng là đủ rồi về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim không thể coi thường các vấn đề về sức khỏe tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa bản thân mình phải biết mình cần gì muốn gì tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ đừng trông chờ người khác đem cơ hội đến cho bạn mà cần phải tự chủ động tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc hãy sống hết mình khi có thể Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày của thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho cuộc sống của bạn tuổi dần trở nên dễ thở hơn rất chi là nhiều bản mạnh tuổi dần có được tiền bạc rụng rịnh trong tay bởi nghề tay trái của mình tưởng chừng như là thú vui thì bây giờ cũng có thể cho bạn có được khoản tiền để chi tiêu trong cuộc sống nữa rồi bản mạnh tuổi dần chẳng bao giờ có thể nghĩ được có ngày mình lại sống bằng nghề tay trái bản mạnh thấy mình thật may mắn khi được sống cùng với những đam mê và có thể nuôi sống bản thân mình bằng sự đam mê đó Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy dưỡng chua mộc, báo hiệu thêm tin vui về con đường tình cảm cho bạn. Khi mà người ấy đã sẵn sàng cho những bước dài hơn trong mối quan hệ giữa hai người. Và suy cho cùng thì hai bạn đã quá hợp và chẳng thể nào sống thiếu được nhau nữa rồi về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tài lộc được dồi dào kiếm tiền dễ dàng tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa đừng tự cho mình đứng ở phía sau tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ hãy mạnh dạn bước theo tiếng gọi của trái tim tử vi tuổi canh dần thuộc mộc tình duyên vượng đào hoa khởi sắc tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim tiền bạc được dư dả trong tay về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này bạn đang cảm thấy bí bách khi cứ bị nhốt mình trong mối quan hệ bền chặt quá mức. Tình cảm là tự nguyện nhưng bạn lại không thích cảm giác bị đối phương kiểm soát mọi lúc, mọi nơi như vậy. Bên cạnh đó, ngày này đối với bà tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa Mão dậu, cho nên giữa hai người còn nhiều hiểu lầm, chưa được tháo gỡ và đối phương chưa có đủ lòng tin với bạn. Xong, bạn thực sự cảm thấy mệt mỏi và tìm cách chấm dứt thay vì hóa giải những mâu thuẫn giữa hai người nữa. Ngày này với bà tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính tài nhập mệnh cho nên con đường tài chính của bà tuổi mão trong ngày hôm nay lại khá chi là ổn định rõ ràng bạn tuổi mão đang có được thu nhập tốt vững vàng không chịu nhiều biến động bất thường đủ để cho bạn mệnh thoải mái trong việc chi tiêu vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy nên tìm cách để giải tỏa áp lực cho mình tử vi tuổi đinh mão thuộc họ có nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ mâu thuẫn bùng nổ vì nhiều lý do tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tài chính vững vàng và ổn định tử vi tuổi quý mão thuộc kim có được nhiều cơ hội để kiếm tiền về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là Với bà tuổi thìn có lẽ cuộc sống thiếu tình yêu là điều không tưởng tượng nổi Và hôm nay với bà tuổi thìn cũng đã nhanh chóng tìm được người phù hợp xứng đôi vừa lứa với mình Khi bạn đang gặp được ngày có quý nhân tam hợp dẫn đường trị lỗi cho bạn với bà Tử Thìn, có thể vẽ bề ngoài lạnh lùng nhưng khi đó chính là cái mẹo để thu hút sự chú ý của những người khác phái. Bà Tử Thìn tận dụng tốt điều này và khiến cho đối phương không còn cơ hội chạy thoát được. Đối với những bạn đang quản độc thân thì có vẻ khó tính hơn trong việc lựa chọn một nửa cho mình. Nhưng không sao bởi ông Tơ Bà Nguyệt đã chia duyên thì khó mà có thể từ chối lắm. Người ấy còn có thể khiến cho bạn rung động từ cái nhìn đầu tiên nữa. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình yêu thổi về làn gió mới. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hãy gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tình yêu đến thì đừng có mại từ chối. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim, bạn có thể trao cho đối phương trái tim của mình. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, đừng có ngần ngại nói tiếng yêu thương. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu tuổi thân Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh có lẽ túi tiền của bạn sẽ bị lâm nguy bởi tiểu nhân đang lừa gạt bạn với bà tuổi tỵ bạn cần phải học cách nói lời từ chối chứ không phải là thuận ý hoàn toàn bất cứ lúc nào bạn tuổi tỵ bạn cần phải có chính kiến riêng của mình thấy cuộc sự chẳng lành xảy ra thì nên tránh ngay từ trước đó tiền bạc kiếm được đâu có phải dễ dàng gì để cho phung phí vào những nơi mà tiền đi không trở lại bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có hỏa thủy xung khác cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng đang có điểm báo xấu với bà tuổi tỵ đang có những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng đôi bên đều có lý lẽ riêng của mình nhưng không ai muốn là người xuống nước trước cho đỡ phần căng thẳng chính cái điều này làm cho tình cảm vợ chồng trở nên bị xa cách rạn nứt về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ mâu thuận phát sinh từ nhiều chuyện tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc gia đình bất hòa vợ chồng xung khắc tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim tiền bạc thất thoát thiếu sự tiết kiệm tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy cần phải có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi ngọ, Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu. Cho nên với bạn tuổi ngọ đang có điểm báo, bạn phải trải qua một ngày gặp khá nhiều rắc rối xảy ra với mình đường tình duyên trắc trở và cứ khi mà với bà tuổi ngọ cảm thấy giữa hai người đã có tình yêu thì lại có sự cố nào đó xảy ra chắn ngang giữa hai bàn. Và với bà tuổi ngọ, bạn nên tìm hiểu rõ lý do nào khiến cho người ấy cảm thấy không vui, cảm thấy bất mãn về mối quan hệ giữa hai người. Bạn đừng có áp đặt lý do mà mình nghĩ ra cho đối phương, cái điều này chỉ khiến cho sự tình trở nên trầm trọng hơn mà thôi với bà tuổi ngọ có thể bạn không mong chờ tình yêu nhưng khi tình yêu tới rồi lại đi thì chắc chắn bạn khó lòng mà không cảm thấy chút hụt hẫng để rồi lại bình yên nhớ lại ngày xưa thời gian xóa đi mọi khuyết điểm ở đối phương được về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim mau thuận gia đình không khí căng thẳng tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy có nhiều vết rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tình duyên trắc trở nhiều mối lo toan tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tình yêu đến rồi lại đi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có thể sẽ cần phải xem xét lại mình chính trước đã về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang có nhiều mối băn khoăn mà không dám mạnh dạn tín lên phía trước để đón nhận tình cảm mà người ấy dành gửi cho bạn với bà tuổi mùi cũng đang gặp ngày tí mùi tương hại, bạn đừng có chần chừ thêm nữa, không phải ai cũng có thể tìm thấy được một nửa cho mình. Bạn lãng phí thời gian, lãng phí cơ hội cũng chính là lãng phí hạnh phúc dành cho mình. Bạn hãy tìm đến nói chuyện rõ ràng với nhau, nếu cảm thấy mâu thuẫn càng ngày càng leo thang, tránh để xảy ra xung đột đáng tiếc về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim cần phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy đừng lãng phí cơ hội nhiều hơn nữa tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa nên chấp nhận sự khác biệt giữa mọi người tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ xung đột phát sinh giữa hai người tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc gia đạo bất an nhiều chuyện khó nói và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 3 sao Con số may mắn Số 3 Số 8 Giờ tốt Từ 13 giờ đến 15 giờ Màu sắc cát tường Màu nâu Màu cam Quý nhân phụ trợ Tuổi hợi Tuổi mão Tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thân, chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ. Cho nên, với bạn tuổi thân đang có được báo hiệu sẽ đón nhận nhiều tin vui về chuyện tình cảm trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi thân mong muốn sẽ được trao cho nhiều niềm vui bất ngờ nhưng bạn mệnh lại phải chịu thất vọng vì mọi người chẳng hề động tĩnh gì. Thực ra, có khi đó chỉ là mọi người muốn bạn phải đứng ra thừa nhận tình cảm của mình mà thôi. Vốn dĩ đối phương đã đi 99 bước về phía bạn thì bạn mệnh cũng nên mạnh dạn tiến thêm một bước quần lại nữa chứ đối với những cặp vợ chồng thì có thể sẽ thấy khúc mắc trước đó chẳng đáng là gì khi mà thời gian ở lại bên nhau chẳng thể nào đong đếm được bạn chấp nhận bao dung bộ qua cho nhau thay vì lãng phí thời gian trị trích và tranh cãi lẫn nhau vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tình duyên vượng sắc có nhiều đào hoa, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, tình cảm tăng tín nhanh chóng, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, không khí gia đình hòa thuận, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, cần phải bao dung cho nhau nhiều hơn, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, nên hiểu và bổ qua lỗi lầm cho đối phương. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp bốn sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Dậu chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tí ngọa Mão Dậu chua nên với bạn tuổi Dậu đang phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn trong cái mối quan hệ tình cảm của mình bản mệnh tuổi dậu cần phải bình tĩnh để không khiến cho những mâu thuẫn liêu thang khiến cho tình cảm càng ngày càng rạn nứt. Với bà tuổi dậu, bạn hãy cố gắng xoa dịu những khúc mắc còn tồn động trước đó và tìm cách để giải quyết những mâu thuẫn, chứ không phải cứ lờ đi, trốn tránh hiện thực. Có thể việc đó sẽ khiến cho bạn càng lún sâu vào những mâu thuẫn hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cho thấy nhiều chuyện xảy ra khiến cho tiền bạc của bạn tuổi Dậu đang có điểm báo, có sự hư hao, thất thoát. Những vấn đề bất ngờ phát sinh mà đòi hỏi bạn tuổi Dậu phải dùng tiền để có thể giải quyết chứ chẳng thể làm gì được hơn về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tiền bạc tiêu tán nhanh chóng tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa dễ mắc sai lầm trong chuyện tình cảm tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tự đẩy mình vào nơi bị tổ thương tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tài lộc thất thoát có nhiều biến cố tử vi tuổi quý dậu thuộc kim cần phải nỗ lực để giữ tiền bạc trong tay vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tuất á chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có thủy khắc với thổ cái điều này cho thấy với bà tuổi tuất sẽ bị tổn thương do chuyện tình cảm không được như ý muốn và với bà tuổi tuất á không cần phải cưỡng ép bản thân mình cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi có lẽ với bà tuổi tuất cần phải học cách để buông tay, không thể nào cứ giữ mãi những thứ tựa như là ông nhọt châm chích vào mọi ngày, làm cho mình bị đau đớn thêm nữa. Cuộc sống này hãy làm cho nó đơn giản hóa mọi chuyện đi bạn tuổi tuất nhé. Và với bạn tuổi tuất cũng đang vấp phải nhiều sự cản trở từ phía gia đình để có thể được chấp nhận mối quan hệ của mình có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng của bạn trong ngày hôm nay về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ có nhiều vấn đề phát sinh trong gia đình tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ gia đạo bất an có nhiều rạn nứt tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm không vượng có thể sẽ gặp bất trắc tử vi tuổi canh tuất thuộc kim gia đình có nhiều mâu thuẫn không được giải quyết tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy hãy để mình có cơ hội lựa chọn vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày hợi tí tương hội cho nên với bà tuổi hợi sẽ cần phải giải quyết nhiều sai lầm đến từ những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng trước đó và bà tuổi hợi bạn đã chấp nhận được những sai suất của đối phương nữa rồi cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ có nhiều xung đột. Tuy nhiên, chúng ta cần phải bao dung và tha thứ cho nhau, nếu không thì những cố gắng trước đó sẽ tan thành mây khói, tình yêu cũng sẽ tan vỡ mất thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, có thể với bạn tuổi hợi sẽ nhận được nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc và bạn tuổi hợi khó có thể từ chối được tiền bạc bay tới tận tay mình. Bạn hãy trân trọng cơ hội để kiếm tiền, đừng có để cho mình phải hối hận về sau này về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tiền bạc kiếm được nhiều vô kể tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có thể sẽ cần đến nhiều mối quan hệ hơn nữa tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc tình cảm thăng hoa rực rỡ tử vi tuổi tân hợi thuộc kim dễ tìm được nhân duyên trong bất ngờ tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy trao cho mình thêm cơ hội để được hạnh phúc Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại